sao cơn mưa trời lại sáng. Khó khăn nào đến rồi cũng sẽ qua, mang ý nghĩa sâu sắc, gửi gắm niềm tin và hy vọng vào tương lai dù có những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Khi chúng ta đối diện với gian nan, đau khổ, thường cảm thấy bế tắc, mệt mỏi và tuyệt vọng. Thế nhưng, nếu kiên trì và mạnh mẽ vượt qua, mỗi chúng ta sẽ nhận ra rằng không có khó khăn nào là mãi mãi và sau cùng, ánh sáng của hy vọng, thành công và niềm vui sẽ hiện diện. Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những thử thách, thất bại. Những điều này giống như những cơn mưa lớn khiến con người cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn và mất phương hướng. Nhưng sau mỗi trận mưa, bầu trời lại trở nên trong xanh, tươi mới. Đó là quy luật tự nhiên và cũng là quy luật cuộc sống. Khi gặp khó khăn, chúng ta cần nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là những chướng ngại nhất thời. Mỗi thử thách đều là cơ hội để ta phát triển, học hỏi và mạnh mẽ hơn. Nhờ có những lần gia dấp, ta mới biết được giá trị của những điều mình đạt được, biết cách quý trọng thành công và hạnh phúc. Thử thách có thể đến từ công việc, học tập hay từ các mối quan hệ trong cuộc sống. Ví dụ, nhiều người đã trải qua khoảng thời gian thất nghiệp, bị mất phương hướng, không tìm được công việc phù hợp. Điều này có thể khiến họ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân, nghi ngờ khả năng của mình. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, những người mạnh mẽ sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội khác. Họ học thêm kỹ năng mới, mở rộng mối quan hệ và từng bước xây dựng lại sự tự tin. Kết quả là, sau một thời gian kiên trì, họ không chỉ tìm được công việc tốt hơn mà còn có kinh nghiệm và kỹ năng mới để phát triển sự nghiệp. Họ nhận ra rằng khó khăn chỉ là tạm thời, và mỗi khi vượt qua được một cơn mưa thử thách, họ lại có được một bầu trời sáng rực niềm hy vọng. Không chỉ trong công việc, mà trong các mối quan hệ, khó khăn cũng là điều không thể tránh khỏi. Có những lúc chúng ta phải đối diện với sự hiểu lầm, tranh cãi hay thậm chí là chia ly. Những lúc như vậy, chúng ta cảm thấy nặng nề và buồn bã. Nhưng thời gian sẽ giúp ta hiểu ra giá trị của những mối quan hệ đó, giúp ta học cách lắng nghe, chia sẻ và biết ơn hơn những người xung quanh. Mỗi lần vượt qua những thử thách về tình cảm, ta học được cách yêu thương và trân trọng hơn. Bên cạnh đó, trong học tập, nhiều bạn trẻ cũng đối diện với không ít áp lực. Kỳ thi, điểm số, định hướng tương lai là những thử thách lớn. Có những bạn cảm thấy mất phương hướng, thậm chí bỏ cuộc vì không chịu nổi áp lực. Nhưng nếu biết nhẫn nại, kiên trì, tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, thầy cô hoặc gia đình, các bạn sẽ nhận ra rằng khó khăn trong học tập chỉ là tạm thời. Những áp lực đó sẽ qua đi và sau đó là những cơ hội thành công trong sự nghiệp sau này. Câu nói sau cơn mưa trời lại sáng còn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự lạc quan. Lạc quan là liều thuốc tinh thần giúp chúng ta giữ vững niềm tin vào tương lai. Khi gặp khó khăn, thay vì bi quan, nếu ta suy nghĩ tích cực, nhìn vào những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ có thêm động lực và sức mạnh để vượt qua. Sự lạc quan giúp chúng ta nhận ra rằng mỗi khó khăn là một bài học, là cơ hội để hoàn thiện bản thân. Nếu luôn giữ niềm tin rằng trời sẽ sáng, chúng ta sẽ không dễ dàng bị những cơn bão cuộc đời quật ngã. Để có thể vượt qua mọi thử thách, ý chí và sự kiên trì là điều quan trọng không kém. Chúng ta cần luôn nhắc nhở bản thân rằng, dù khó khăn đến đâu, chỉ cần cố gắng không ngừng, mọi thử thách sẽ qua đi. Cuộc sống giống như một hành trình, mỗi chặng đường đều có những đoạn đèo dốc, gập ghềnh. Nhưng khi ta kiên trì vượt qua từng bước một, đến cuối con đường sẽ là bầu trời xanh, là niềm hạnh phúc đong đầy. Hơn nữa, khó khăn và thất bại giúp con người trưởng thành và sâu sắc hơn. Nhờ những lần thất bại, ta hiểu rằng không có gì là dễ dàng và không có thành công nào đến mà không có nỗ lực. Những người đã trải qua nhiều khó khăn thường là những người hiểu rõ giá trị của cuộc sống
biết trân trọng từng phút giây và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Khó khăn giúp con người rèn luyện lòng kiên nhẫn, sự dũng cảm và tinh thần vượt khó. Đó là những phẩm chất quý giá giúp chúng ta đạt được thành công trong cuộc sống. Tóm lại, câu nói sau cơn mưa trời lại sáng là một lời nhắc nhở sâu sắc về ý nghĩa của sự kiên trì, lạc quan và ý chí vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách đối mặt với chúng. Hãy luôn tin tưởng rằng, sau những giông bão, ánh sáng sẽ lại chiếu rọi và chúng ta sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.